Còn cái clip này là mình quay thêm mấy món bổ sung nha. Đây còn bánh cối luôn nha. Mấy cuốn này là 400 ngàn. Cái này là Amli. Cặp này là 8 triệu rưỡi của Mỹ nha. Mã là 9.001 nha nè. Con này là 1 triệu 8 nha. Còn cặp Coran này là 5 triệu 3 nha. Đó. Nhiều lắm anh em ơi. Vang này, cắt tiếng này, máy đầu cối có này, Sony. Mấy con này thì bán rẻ nha, chừng 1 triệu 3 bán được rồi nè. Nè. Đó, rồi đài bóng đèn nha anh em. Amli. Nào có kẹp sạc pin này. Đồ âm thanh thì nhiều lắm, mình cứ gặp đâu quay đó thôi anh em ơi. Thì khi anh em coi trên video ngẫu hứng cái nào thì cứ nhắn qua nha. Đài bóng đèn này. Đang có kẹp beo chỗ đây nữa nè. Là nó 4 đường tiếng nha. Có cả đồng hồ cũng có luôn nha anh em. Đây, mấy cái có đây. Mấy cái đây là 1 triệu một con nè, 1 triệu này, 1 triệu này. Con này là 1 triệu 2 CD nha, Sony xuất Đức. Đó, ở đây có mấy cái lò tây này nè, lò này của Mỹ nha anh em. Này cái clip này thấy không? Đây nè. Tối quá nè. Kẹp đây rõ nè. Thấy không? Thấy cái clip không? Đó, nhỏ nhỏ mình còn nhiều, nó có kẹp Yamaha này nè, thấy không? Đó, mấy anh em nào chơi chuyên lo nhỏ thì mình lùa cho ông mới này, lo bô này. Đó, ngoài kia có hai cặp Rebel nữa nha. Ừ.